nhìn phiêu đồng lời ăn, tiếng nói thay đổi như trong chóng, nhìn thấy mắc cười, nhất là đám kền kền, tin hết những gì phiêu đồng nói, không lâu trước đó phiêu đồng nói vụ án hình sự này nhỏ như con thò. Nhưng giờ đây, phiêu đồng rất ư sợ sệt, có nguy hiểm là sẽ mang án hình sự và có án tù. Còn hôm nay phiêu đồng chắc ra đón cha Nguyễn ở phi trường thì phải. Dĩ nhiên cha Nguyễn đã hù dọa phiêu đồng ra sau đó cho nên phiêu đồng hoảng hốt đến thế nhiều người biết là sự việc quan trọng chỉ có phiêu đồng trước đó y y. Và ngay cả ông đệ tử ngu dốt Kevin Hiệp Nguyễn cũng ngu dốt không biết gì cả. Chẳng lẽ chuyện nhỏ như con thỏ là chỉ tịch thu vũ khí thôi hay sao? Mà phiêu đồng có biết là khi lệnh tòa đã ra cho cảnh sát vây nhà, tịch thu vũ khí, chuyện rất nặng cho nên cảnh sát phải làm như thế. Nếu tòa phán phiêu đồng không tội dĩ nhiên chính cảnh sát và quan tòa đều mắc phải tội là lạm dụng quyền lực cho lúc đó biết đá biết vàng, từ trước mình đã thấy phiêu đồng ngu xuẩn rồi, cầm đồ chơi hăm dọa người này, phang người nọ, và sau đó dán bậy đủ thứ để hăm dọa người đưa thư, tìm cách không nhận lệnh tòa, hăm dọa không cho ai đến đưa lệnh tòa vào nhà mình, còn mình lúc nào cũng ở nhà lại nói là mình vô gia cư, nói láo kiểu đó. Tòa không phán tội nặng, có là lạ. Không ai cũng ngu và dễ gạt như đám kền kền hay đám ngu rốt con chiên của phiêu đồng đâu ra tòa không phải dùng luật rừng và cách hiểu luật rừng của phiêu đồng việc ấy không hề có tác dụng thật đấy